Chào buổi sáng đi, chào anh em đi, chào anh Hùng nha. Ok, anh em đang tập hợp ở 227 khách sạn Trùng Khánh để chuẩn bị xuất phát vào trận thứ 7. Hôm nay là Bình Định, Quy Nhơn đi Sa Quỳnh nha bà con. Hello, hay quá anh ơi. Hay quá, hay phải ra tới đây. Ok. Quy Nhơn Sa Quỳnh sẽ xuất phát trận thứ 7. Chào anh. Quá sung. Xin chào 507 anh em. Có lính xe tăng anh chở anh sau. Cà bèo. Dạ. Cà bèo của tôi nha. Đâu rồi, anh Bạch Nhi rồi. Chào anh. Hello. Phóng viên. How are you? I am fine. Quay cá nhân vật chính nha. Đây, nhân vật chính là đang đi này. Phát biểu. Kiểm điểm nghiêm túc. Chào chị. Chào Đỗ. Wow. Chào anh Hùng. Ồ, nó sung ha. Chào mấy anh chị nha. Chào. Đi chị. Đó anh đi trước rồi, bọn anh ngồi ở cái quán chờ chứ. Xuất phát nha bà con. Nhân phát của Bình Định. Ok. Buổi sáng đưa tiễn một đoạn nha. Hôm nay Bình Định Sa Quỳnh. Anh em đang xuất phát được 1 km rồi. Bình Định Sa Quỳnh. Ê, sát bờ biển nha bà con. Xin chào anh Phước. Chào anh Hồng. Đây, Long Bùi, trận thứ 7 nha bà con. Xuất phát Bình Định. Hay quá. Bình Định Sa Quỳnh, hay quá, đứng rồi. Mày chim. Hello. Cà bèo, dạ, chào anh Đỗ. Cầu dài 2 cây số. Đây là cầu Nại, cầu Thị Nại. Dài 2,5 km nha bà con. Lên cầu. Đây giờ. Đây sớm đoàn nó đến chỗ chùa Phật. Rất là cao nha bà con. Rước trên đỉnh núi luôn, một tượng Phật tổ rất là lớn. Thích Ca Phật Đài. Đây là tượng Thích Ca Phật Đài, phải đi lên bao nhiêu ngàn cái bậc thang mới lên được nha. Đó, phải đi bộ lên đó bao nhiêu bậc thang, rất là lớn luôn. Cái đỉnh núi bên kia đang thi công một cái tòa tháp. Sáng sớm quá anh ra đó, chùa chưa có mở cửa, anh em chỉ đứng viếng bên ngoài thôi. Viếng Phật Thích Ca đây, một cái tượng Phật rất là lớn nha. Muốn đi lên chùa thì phải bước đi qua bao nhiêu ngàn bậc thang như thế này mới đi lên được. Tượng Thích Ca rất là lớn luôn, trên một cái đỉnh núi. Quả tượng đó này là rất là công phu nha, làm cái đường đi lên này toàn bộ bằng
nước thang bằng đá, phá núi để làm. Bên kia là một cái tòa tháp này, tòa tháp đang thi công. Đó đỏ là một cái chùa lớn ghê luôn, quá trời lớn. Mình chưa mở cửa nên mình chưa đi lên được, mình chỉ tham quan ở dưới thôi. Sáng xong làm cái dốc cảng cá đề ghi, quất cái dốc quá cà phê luôn bà con ơi. Nè bây giờ đổ dốc nè, đây mới vừa lên xong cái dốc, mới ăn sáng xong chỗ tượng Phật Thích Ca xong rồi tiếp tục đổ dốc đi. Sáng nay đưa có thuốc có tiêu hả, đây cảnh đẹp quá bà con ơi. Vô bánh đó anh hả bộ, vô bánh đấy hả? Con lạnh hả, bữa nay sao? Trong người sao anh? Hơi bệt bệt. Hơi bệt bệt. Hôm nay đi với cọp đeo không á, bữa nay về chưa? Uống cái gì? Rồi, uống gì à? Lá lên. Nước trái á. Nước trái á sao? Nước tươi. Đây có tài lắm, tầm giống như người ta uống à. Đâu? Có thầm. Anh ta đứng tâm đi. Để tâm đi. Cà phê, cà phê. Một cà phê. Em đang dựng chân tại quán cà phê trong... Phải đá, phải đá chị. Ba phải đá. Rất là đông vui nha, ngay cái ngã tư. Đi lạc nhưng mà vui lắm. Đi lên đây hấp dẫn lắm nha. Quá trời đông, buổi sáng tập trung. Quá trời vòng đây. Quán cà phê. Vì một cái khu vực làng cá làng chài người ta tập trung ăn sáng cà phê đông như là Quy Nguyên vậy đó. Này mình báo cáo với anh em là mình đi với cọp beo không nha. Đó, gặp Hồng nè. Đây dẫn mà cái máy hư đi chứ. Cọp Sài Gòn. À cọp cọp Sài Gòn hả? Dẫn đào tròn. Rồi. Bữa nay là bốn người phải đéo không? Cái gì đây chở? Ủa mà rất là lạ nha bà con. Lép tông mà có thuốc bắc. Này của mày đó. Ừ, này. Món này lạ quá, ngon không? Ngọt không? Ngọt không? Có lạ vậy. Kêu rồi, kêu sữa rồi. Rồi, một cà phê sữa này. Ồ. Đây đây. Đây đây. Đây đó. Quá tuyệt vời. Giờ để lên đây vui. Rồi cô này đông ghê, tập trung hết luôn nha Tân. Cà phê không à. Mấy anh em dừng chân tại đồi cát dưới thì có nuôi tôm, nuôi hào gì đó, tôm quá trời luôn đó, này tôm tôm ha, sát đâu có bông bóng à, sát máy biển luôn nha bà con. Khu này ta nuôi bè nhiều ghê, sát máy biển luôn. Chào bà con nha. Hiện tại giờ mấy em đang ra gần tới quốc lộ rồi. Về Tam Quan là 28 km. Có ai buồn phiền gì nói với coi. Buồn gì đường đi Tân Như là cái gì vậy nói ra lên lên. Kim lên lên. Mẹ hết muốn chạy nổi luôn rồi. Lên lên cái kiến gì không? đường tệ quá. Đường không đẹp. Đi ra về ra quốc lộ phải không? Dạ, làm đó, ông ra quốc lộ đi về Tam Quan mà. Coi lại cái Google cái đi. Đó. Rồi lại giùm mấy cái. Mở vậy. Quá tuyệt vời. Một cung đường rất là đẹp. Sao Quỳnh phải không? Rồi chờ chút. Coi về Sao Quỳnh đi. Đường đi tốt hay xấu, đó quan trọng là cái đó đó. Bạn nó dẫn bộ luôn rồi. Ấy, Hoài Hương là 3 km nữa. Tiếp tục lên đường. Đây. Đồng đội của em đã bị gãy cánh luôn rồi. Bị gãy luôn cánh. Cái cùi đề luôn rồi. Cái cùi đâu rồi? Đây này còn dính đây chưa tháo ra mà.
cô chưa tháo ra được á, phải có cái kềm á, kềm mới tháo được ra, còn gãy cua bánh đâu rồi, hai bánh ông kêu ông nội dữ, phụ má về mua mẹ cái điện thoại nữa. Đó, đây là gửi lên luôn. Gửi lên. Có là làm rút rồi đó bên kia em cái anh bên chọn qua đó. Mở lớp. Vâng, đi hết nước mà. Đây cầm cái này đem về hàng lại hàng cái lòng què đưa cho nó đòi vô tiền cái khác thôi chứ hàng đòi vô tiền cái thao ba quỷ đâu mà tờ hàng gãy nữa thao á chứ là đồng đồng đó, nhưng mà mình cầm cái này nè mình đem về mình đúng rồi cái mẫu á mà thao á đừng có đồng thao nó cứng bây giờ thì nó có nhôm thì có nhôm với đồng nhôm mình loại nhôm xịn á là thì được ok với đó. Rồi, đó đang cái này là anh không đẩy cái ống khóa ống nè. Dạ. Chứ không bao giờ mày vô đẩy được tới bánh cầm được hết á. Đúng rồi. Đẩy lư nó cứng mẹ rồi đâu không đẩy. Hồi nãy ông ngã một cái nữa kìa. Ngã nữa hả? Ừ. Rồi xong luôn. Lên dốc rồi nãy đá cả cái gì? Đó, nãy đá cả là sao mà. Đây, gà tôi bị chấn thương rồi nè. Ừ. Bể điện thoại luôn. Dạ hả? Ồ. Không quen đèo là đá cả này là dễ tém. Gà hư hình rồi. Gà này không có tiết cắt luôn hả bồ? Rồi lấy bánh vô. Dạ chạy bằng thao, bằng đồng đó, bằng thao đi. Thôi cái này cũng được, mình lúng ra một thao gãy rồi, thao đi. Gãy rồi đấy đó. Có chỉnh lại con khóa ống đề đi, không khóa ống đề chắc. Này bữa nay hả? Ngược. Ngược xuôi thì cũng kệ bà nó về đó tính. Ừ, phải đúng nguyên tắc rồi bà. Đúng rồi, quay lại. Mở ống ra. Sắp xong rồi. Rồi. Một mình em dơ được rồi.